Kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về chế tạo bê tông siêu năng Ultra High Performance Concrete. Đây là quá trình nạp vật liệu, các cái vật liệu hỗn hợp vật liệu bột đã được nạp vào trong thùng. Với cái cấp mác là 150, chịu nén và kéo là 11 MPa. Chúng ta sẽ tiến hành trộn khô. Vật liệu chúng ta vừa nhìn thấy là vật liệu sợi thép cường độ cao, và bây giờ chúng ta sẽ nạp vào cái sợi thép siêu dẻo cũng như nước để tạo ra một cái hỗn hợp đồng nhất sau một quá trình trộn với tốc độ cao. Các cái thử nghiệm này được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và người ta sử dụng trên máy trộn trục nghiêng, cánh quay, trục quay, sử dụng inverter và có thể đảo chiều. Tốc độ cao nhất của cánh khoảng độ 250 vòng phút. Cái hệ thống này nó kết hợp được 3 cái chuyển động khác nhau, và đây là hỗn hợp bê tông siêu tính năng đã chảy dẻo. Và tiến hành nạp sợi thép cường độ cao vào. Sợi thép này là không đầu neo, có mạ đồng. Sau khi nạp sợi thép thì chúng ta sẽ trộn tiếp để tạo ra hỗn hợp đồng nhất. Cái sợi thép này có tỷ lệ hứng sợi là 65. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái sợi thép đã bắt đầu đồng nhất trong toàn bộ hỗn hợp. Trộn thêm khoảng độ 1 phút hoặc là 1 phút rưỡi là sẽ đồng nhất. Thiết bị trộn này là hiện nay là hiệu quả nhất cho cái trộn USPC. Người ta có thể chỉ trộn trong khoảng độ vài phút thôi. Và sau khi trộn thì chúng ta tiến hành thử nghiệm tính công tác bằng cái côn Stutak. Nếu mà chúng ta không cần đầm nhưng mà vẫn đảm bảo là sợi không phân tầng thì độ xòe của nó khoảng độ 18. Thế còn nếu mà chúng ta có đầm nhẹ thì độ xòe của nó khoảng độ 12. Và phải đảm bảo cái điều kiện là không tách nước và không tách vữa. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành thử cái hàm lượng bọt khí. Khi mà đưa phụ gia siêu dẻo vào với liều lượng cao thì thường là cuốn khí theo, và người ta thường duy trì cái hàm lượng bọt khí của cái bê tông siêu tính năng này nằm trong khoảng độ 2,5 cho đến 3,2%. Phương pháp thử hàm lượng bọt khí này là theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Thí nghiệm viên đang thao tác cái việc thử hàm lượng bọt khí. Bột khí nó khoảng 2,9%. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đúc mẫu. Ở đây là hôm nay chúng ta sẽ đúc cái mẫu chịu kéo với cái kích thước là 50 x 100 x 500 mm. Khuôn này phải đảm bảo cái kích thước chính xác, đặc biệt là cái phần tâm của cái trục kéo. Khi chúng ta thực hiện kéo mẫu thì cái đánh giá nó mới đảm bảo chất lượng. Chúng ta đã nghiên cứu cái phần thử nghiệm bê tông siêu tính năng để đáp ứng các yêu cầu thiết kế tại phòng thí nghiệm vật liệu kiểm định chất lượng công trình LAS xây dựng 468. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.